bạn nhá. Hôm nay mấy bố con mình lại tiếp tục đi vào rừng chơi tiếp các bạn ạ. Và hôm nay thì mình không nấu nướng ăn uống nữa, mình sẽ cho các con chơi một cái trò chơi tuổi thơ rất là dữ dội nha các bạn nhé. Đấy. Đây là cái vật liệu sẵn có ở trong thiên nhiên. Và tí mình sẽ chế ra những cái trò chơi cho các con chơi ở suối đây. Đấy. Các bạn có thể đoán ra mình sẽ làm cái gì không? Đấy. Mình ngày xưa bé mình hay làm cái cọn nước ấy. Đấy, cái cọn nước cho nó quay nhìn hay lắm. Bây giờ mình sẽ làm cái cọn nước cho các con chơi nhé. Trong những ngày tránh dịch như này, thực sự là chả biết làm gì. Ở nhà trẻ con cũng chẳng muốn ở các bạn ạ. Cứ đòi đi chơi thôi. Đi một lần nó quen rồi. Giờ mình sẽ chọn chỗ này để mình làm nhá. Đấy. Các bạn nhá, giờ mình sẽ tạo một cái đồ chơi, một cái gọi là cái cọn nước mini. Đấy, cho các con chơi nước nhá. Đây, bây giờ bố làm. Lúc nào làm xong thì gọi nhá. Con này đây con chơi nước. Con dao này cùn quá. Anh đó lấy dao nhá. Nguyên vật liệu thì rất là đơn giản nha, chỉ có cây chuối này, lại là cây vầu này, lại là cái que, cái cây này là cái cán cọ. Nói chung là dễ chẻ là được rồi các bạn. Ai bảo bố, ai bảo bố lấy cái dao đấy, dao con. Ăn được không? Không. Sao trong ui. Các bạn ơi nhỉ. Nó to thế thì chắc là làm phần cuối được đấy các bạn nhỉ. Đây là nó to bằng này các bạn. Ui rồi mình cầm mình sắp được tay rồi. Quét. Thật. Làm gì đấy? Rồi, cho cảm ơn nhé. Ui, rồi. Ok, như vậy là mình đã làm xong rồi nhá. Bây giờ là thả nước xuống để cho nó quay nhá. Đấy, bây giờ con thả nước đi. Rồi, con thả. Bét xong này. Ôi giời, cán đây. Ui. Ôi. Ôi. Nó quay rồi. Nó có té ra hẳn ngoài kia kìa bố. Đấy, hay chưa? Bố ra hẳn ngoài kia đi. Đấy. Đấy, cứ để nó quay thôi. Thấy chưa? Ôi, đừng ra ngoài siêu chưa? Đi. Siêu đấy. Ừ, siêu không? Ra ngoài chỗ này đi. Đấy, đấy con thả nước xuống. Con thả nước xuống nó chảy, nó mới quay. Ừ. Càng nhiều nước nó càng chảy nhanh. Ui, nó cầm luôn nhanh nhanh ấy. Ừ. Đấy. Nước không ở lại nữa. Bây giờ thả nước xuống nào. Ra con đừng nào. Đây, nó mang cái này về. Không hề á. Nó phải cho con cầm ra. Đã chưa? Con đứng lên đi để con nước nó chảy xuống. Đứng ra. Đấy. Đấy, các bạn thấy công trình thủy lợi của mình ác không? Đấy. Nó phải cho làm được gì đấy. Nó ra để anh vuốt làm cho nó lên. Chậm lắm rồi. Thôi, để được rồi. Rồi, thải ra. Con thấy chóng mặt. Cái này như kiểu vòng quay mặt tới nhỉ, với nhỉ? Ôi. Ôi. Sao ấy? Ừ, nó. Nào con để đây. Không sao đâu. Đấy. Bị vướng thôi. Ôi, cho ra ngoài chỗ xét này đi. Nào con đừng đứng ở đây. Con ra ngoài này đi. Ăn. Đứng ở đây nó chạy chậm đấy. Đấy, đứng ở đây nó không chạy được đâu. Rồi. Ôi ôi ôi. Con toàn làm hỏng thôi. Bố ơi. À, dựng nó lên. Đi, bố ơi. Ừ? Bố dạo cái này. À, dạ. Ây à, mà lại đi. Con ra cái này đi anh. Ui. Quay ác chưa? Không tắm đâu. Ướt đấy. Đấy, con chơi đi. Bảo đây này. Ừ. Mắc kèm rồi. Con chỉnh nó vào giữa đi. Nó là để chỉnh. Ôi, nó là xoay. Ôi, nó mắc đá. Đúng rồi. Đấy. Wow. Wow, con để cho nước lên nhá. Đưa để anh cho cái này lên. Chạy nhanh quá. Chạy nhanh chưa? Ôi, đổ rồi. Con chạy trâu lên được, con đang định trâu lên. Ui, rồi, đặt nó chắc vào. Chắc vào. Đấy, được rồi. Ê. Cho nó dịch 100 đi. Cho anh mượn cái này nhá. Đấy, nó quay tít chưa? Đấy, con to này. Ô, nó đổ rồi. Đấy, bà anh bảo sửa đi. Đó. Lại cho thêm nữa hả? Đó. Chơi này hay không? Thích không? Như vòng quay mặt trời ấy. Ừ, giống vòng quay mặt trời không? Ơi, lần trước con đi rồi. Đấy. Lên đây đi. Đưa đây mượn. Đưa đây mượn. Đưa đây. À đưa. Đưa bố cho nó dừng lại cho con đi. Nó không dừng được. Hay là bố để cho nó ở nước ra đi. Cho con đá này. Thì nó đổ đấy con ạ. Đấy, trong những ngày nghỉ thì anh em nào ở gần đồi núi thì cho trẻ con ra chơi nhá, ra chơi sông suối để nó không khí trong lành các bạn ạ. Đây. Ở đây thời tiết rất là đẹp và hôm nay trời cũng dâm. Đấy. Và tạo một số trò chơi cho trẻ con, cho các con có nhiều kỹ năng hơn là suốt ngày ở nhà chơi máy tính các bạn ạ. Hỏng rồi à? Đấy, con mình chơi nó không biết giữ đâu các bạn ạ. Chơi một tí là nó hỏng mất rồi. Đâu? Hỏng rồi. Rồi, có lẽ mình cũng xin phép kết thúc video ở đây. Đấy, như hành trình bố con hôm nay đi chơi một chút thôi, xong lại đưa về để cho đỡ, để cho các con đỡ buồn chán ở nhà các bạn ạ. Đó, các bạn thấy cái trò chơi của mình hay thì cho mình xin một like, share, chia sẻ nhá. Và đặc biệt là đăng ký kênh ủng hộ mấy bố con mình nhá. Thực sự là dạo này buồn quá, chẳng biết làm gì. Đi về đâu nhỉ? Về chưa? Con xin chào đi. Con chào ạ. Chào các bác đi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn với các video tiếp theo ở trong rừng nhá. Vứt đi. Trong này rất là đẹp các bạn ạ.